Xin chào anh em. Lâu lắm rồi thì hôm nay mới có một chuyến hàng đi xa. Đây anh em à. Nhiều anh em bảo là bốc lắm thì là đi ấy, mùa sinh sản không có đi săn đâu mà bốc anh em. Đây, đúng bắt đầu bây giờ bắt đầu vào vụ rồi thì mới bắt đầu đi. Vừa rồi em chỉ có làm khung lồng cho anh em thôi. Đó, đây anh em ạ. Vừa rồi cũng được mấy con khách đến nhà. Còn đây là gửi đi cho khách đây. Có gửi xa. Còn một hai con đang vào cám, chuẩn bị cũng gửi xa. Ok, anh em có thể ủng hộ. Đây. Con này thì vào cầu sập Biên Hòa Đồng Nai này. Anh Mậu. Đó. Đây, con này thì ở bến xe Antigua. Ok, em không chia số điện thoại làm gì cả. Anh em nếu ấy thì gọi cũng được, không gọi cũng được. Gọi thì sợ làm phiền anh, nhưng mà thôi kệ đi. Ok anh em, bây em sẽ đi gửi anh em nhé. Đây này, em có ông anh gửi thêm là anh Quý à. Chào toàn thể anh em nhé. Đây, chào lại đi. Xin chào toàn thể anh em. Đây, xe đi à. Ok, để em ra quay đi, để cái xe anh em ra nhận đi xe đó nhé. Có thể đón cái xe Hùng Quý này. Ok anh em.